Hello, hello, xin chào toàn thể quý cô chú anh chị. Quay trở lại với kênh 1991. Hôm nay thì hai anh em đang có mặt tại cái phòng chăm sóc sắc đẹp của chị Bích. Đây, chị Bích đây. Cái viện chăm sóc sắc đẹp của chị Bích là mình chuyên về gì chị Bích? Chuyên về chăm sóc về sức khỏe, đông y của vai gáy, về xương khớp, rồi về xăm môi, xăm mắt, rồi làm da, rồi body, gội đầu dưỡng sinh, tất cả các dịch vụ về sức khỏe. Cho nên cái logo của tiệm là khỏe đẹp là số 1. Anh này anh nào giống diễn viên vậy chị? Mình thường xuyên tới đây để chăm sóc da. Dạ. Mình đến đây để chăm sóc da và sau những giờ làm việc mệt nhọc thì tới đây rất là thoải mái các bạn. Dạ. À, đây là tủ thuốc nè. À, đây có mấy diễn viên nữa. À, đây là một số những diễn viên đã từng đến đây để mà chăm sóc da, chăm sóc sức khỏe nè. Đó, cô kính chị. Có các bạn thực phẩm chức năng nữa. 8486, đường 41, phường Tân Phong, quận 7. Dạ. Yeah. Thì sau đây hai anh em sẽ có một vài phỏng vấn với chị Bích, cựu quản trị viên của nhóm Lật Mặt Tỉnh Thất Bồng Lai. Mời cô chú anh chị theo dõi ạ. Đầu tiên thì Thuận cũng xin chào Phú và xin chào chị Bích, admin của nhóm Lật Mặt Tỉnh Thất Bồng Lai, sau là Thiền Am Minh Độ Vũ Trụ. Thì suốt những cái năm vừa qua thì chị Bích cũng theo dõi cái câu chuyện của Tỉnh Thất Bồng Lai tự xưng. Thì câu hỏi đầu tiên mà hai anh em muốn dành cho chị Bích đó, là trong cái thời gian, suốt cái thời gian mà mình tham gia vào cái câu chuyện này đó, thì động lực nào mà khiến chị tham gia vào câu chuyện này, và khởi đầu của câu chuyện như thế nào thì có kể cho hai anh em được nghe không ạ? Chị kể mà khi em hỏi câu hỏi thì những cái kỷ niệm của cái ngày đầu tiên tham gia cái group hồi tố cáo Tỉnh Thất Bồng Lai á. Đầu tiên là như thế nào ạ? Thì mới đầu là chị coi cái chương trình Thất Thích Danh Hài, coi năm trẻ em thi á, bé chú Tiểu thi á, thì chị thấy mấy đứa dễ thương quá, thì chị mới tìm hiểu từ vô. Thì trong cái trên Facebook của chị thì có một cái anh bạn đó, anh mới nhắn tin riêng chị, anh đưa cái clip mà tìm với My. Tại cái thời gian nó khoảng thời gian nó gần tiệc mới coi đó, chứ không phải chị coi liền lúc đó, nhưng diễn xong rồi chị mới coi. Thì anh mới nói, anh phân tích chị nghe, anh nói là đừng ủng hộ cái chỗ này, nó có vấn đề. Cái tính chị tò mò, chị nói, ủa sao lại có vấn đề, tu mà sao có vấn đề gì. Thì từ từ đó chị coi, từ từ cái ảnh đưa chị vô một cái group, lúc đó nó nhỏ, nó có ngàn mấy hai ngàn người thôi. Vô trong đó bắt đầu có những bài viết và những bằng chứng đưa lên, từ 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 tìm hiểu, bắt đầu chị tự bản thân mình đi tìm hiểu mấy cái clip đó, rồi tìm hiểu cách qua cách nói của ông Lê Tùng Vân. Nhất là lúc ổng nằm ổng nói là thầy nhớ Diễm My quá gì đó. Thì chị nói sao một người tu mà nó kỳ quá, một người đáng cha đáng chú đáng ông mà đi nằm nhớ một đứa con gái của người khác như vậy. Thì chị không tin người đó là tu. Bắt đầu chị tự tìm hiểu ra, thì tự tìm hiểu ra cái bài viết đầu tiên của chị trên cái trang, cái nhóm gọi là tố cáo Tỉnh Thất Bồng Lai á. Thì chị, một bài viết chị nói về là Diễm My đến cái chỗ này là thiên thần hay là ác quỷ. Bài viết đầu tiên chị vào trong nhóm là chị nói Diễm My đây là, nếu là Diễm My là thiên thần, là Diễm My giúp cho cái sự xấu xa của cái Tỉnh Thất Bồng Lai nó lộ ra. Đúng không? Thì không ngờ là sau đó những cái sự việc xảy ra liên tục đó. Thì trong một loạt chị biết toàn bài của Diễm My không? Chị tới ngày hôm nay trong cái vụ án mà 331 vừa qua đó, thì rõ ràng dù là không có phải là cái yếu tố gọi là định tội hay là như thế nào cho ông Lê Tùng Vân, nhưng mà mình cũng biết là vì Diễm My, vì thương nhớ cái cô bé này mà ông Lê Tùng Vân làm loạn tại Đồng Hoang. Chị ấn tượng cái chi tiết đó là lúc đó chị có theo dõi không? Chị theo dõi xuyên suốt luôn, từ lúc mà phát hiện ra gia đình này là giả sư đó, rồi tất cả những anh chị em trong cái nhóm mà chị gọi là nhóm Lật Mặt bây giờ sau này đó. Thì trong đó có Trinh Trần nè, Châu Tinh Tinh nè, anh Phan Cây Sen, rồi Nguyễn Bảo Ngọc, rồi Triều Hải, Hải Triều đúng không? Hải Triều, rồi Lê Đạt, có những bài viết rất là hay, và Lê Lễ nữa, có những bài viết và những thông tin rất là hay về cái gia đình ông Lê Tùng Vân mà sau này tới khoảng 2 năm sau này mới bên YouTube mới đưa những cái thông tin đó lên, chứ trước đây là trên Facebook đưa hết những thông tin đó rồi.
thì tính ra là vai trò của Facebook nó cũng có vai trò lớn chứ, nhưng mà do là cứ việc là Facebook nó hay bị chặn đúng không chị? Bị báo cáo, bị nguyên một đám gọi là mình u mê á. Yeah. Vô báo cáo coi như một cái danh sách báo cáo, nó có chữ nghĩa nào viết vô đụng chữ đâu bị báo cáo hết á. Cho nên bị sập như tối tụi chị làm bài xong hết rồi, duyệt bài xong hết rồi. Tới sáng mai chạy nháo nháo tìm nhau, bị đánh sập. Đó có những cái bài viết nói là nói vì Diễm My mới dẫn ông Lê Tùng Vân đến cái vụ việc 331. Nhưng mà thực tế trước đây trên cái mấy bài trên Facebook đã nói về gia đình ông này có một cái tính chất là phản động rồi. Dạ. Dạ rồi. Thì nói về những mà ngòi bút của Facebook thì mình cũng chia sẻ nhờ cho cô chú dễ hiểu ha. Những mà anh em mà hoạt động bên mặt gọi là chiến tuyến của Facebook á, thì người ta không có dùng tiếng nói của mình để mà người ta lên án những cái xấu mà cái xa của cái hộ gia đình của ông Lê Tùng Vân. Người ta chỉ dùng được những ngòi bút của mình, những viết ra những cái bài đó cũng chỉ là giúp sức. Và có khi á, thì những sự mà còn hòa thuận của bên Facebook á, thì vào thời điểm đó nó rất là hạn chế của chính trị, vì anh em YouTube á, khi mà lấy bài của Facebook á, thì có nhiều người không đồng ý đó. Rất là một cái quan điểm thời điểm đó thì giữa bên chiến tuyến của Facebook và YouTube nó rất là căng thẳng. Nhưng mà dần dà về sau á, thì hai bên bắt đầu là tìm ra được hình như là một cái tiếng nói chung rồi, mục đích chung rồi. Nhưng mà tuy nhiên đến thời điểm hiện tại bây giờ thì có một số những ngòi bút á, viết bài rất là hay, nhưng mà bây giờ thì lại vắng bóng mất tiêu rồi, không còn thấy những tay viết ở trên Facebook để mà lên án cái hội gia đình đó nữa. Thì nói chung là cũng phải trước tiên là cũng phải dành lời tri ân cho những người đó chứ. Nếu như không có những người đó, thực ra là các anh em YouTube làm còn có, cho dù là ít đi nữa thì cũng có đồng ra đồng vào để duy trì cái hoạt động đấu tranh thì cái lẽ phải. Còn các Facebook như chị hay là Trinh Trần hay là Châu Linh Tinh là những anh em lúc trước làm Facebook đâu có đồng nào đâu. Bởi vì cũng nhiều khi mình cũng thấy là nó cũng không công bằng lắm đối với họ. Nó có như vậy nè, bên làm Facebook á là nó thiệt hại tổn thất tinh thần rất nhiều hơn bên YouTube nữa. Dạ. Yeah. Là bị mất trang Facebook nè. Rồi lấy hình ảnh gia đình đi gán ghép nè, rồi nhắn tin đêm hôm nó điện thoại nó chửi trên Facebook mà. Yeah. Dễ tìm hơn trên YouTube nhiều. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Nó làm cho mình tinh thần rất là, chị đầu tiên là chị bị bà bên vợ chồng bà Tuyển Lê Lê đó. Tuyển Lê Lê giờ là hot YouTube luôn á chị. Lấy hình của chị xong rồi để hình cái như bậy bạ trên này nọ đó, nói chị bán này bán nọ luôn hết trơn. Dạ. Là ông chồng của Tuyển Lê Lê đó làm đầu tiên đó, rồi nhắn tin chửi chị rồi biểu chị quay đầu đi. Cứu người ta, cứu gia đình này nọ, nói chung tùm lum hết trơn á. Tinh thần á là lần đầu tiên á chị tinh thần chị giống như muốn bị suy sụp luôn, lấy hình ảnh con chị ra đi làm tùm lum hết trơn. Tính ra họ cũng kỳ quá hả chị? Nói chung là ghê lắm. Xong rồi nói về cái Facebook với hồi trước đây với YouTube á, là chị là lý do sao chị làm lập một kênh YouTube là chị muốn những cái bài viết của tiếng nói của bên Facebook được lan rộng hơn. Tại Facebook nó chỉ trong một cái cộng đồng nhỏ thôi, muốn là lan rộng ra thì chị mới lập cái kênh. Thì khi mà chị làm bên YouTube thì cũng bị ảnh hưởng nhiều, người ta cũng nói chị chắc muốn đi kiếm Mạnh Thường Quân kiếm tiền rồi đó. Mà chị mình cứ đường chính mình đi thôi, chẳng thèm cãi, chẳng thèm biết hết. Thật ra là Facebook là kiếm cũng được đó, nhưng mà tại vì động cơ của những anh em mà nhóm lật mặt là trong sáng. Chứ còn Facebook hiện tại của cái nhóm bên kia họ vẫn có nha. Những cái nhóm là của cái nhóm mà ủng hộ cho Tỉnh Thất Online, chị thấy có bao giờ sập đâu. Tại vì họ có sự hỗ trợ, họ IT họ giờ rất là giỏi, chứ không phải là giống bên mình làm rồi phải chú ý đến câu chữ rồi cứ thở ra sử dụng hình ảnh các cháu bé hoặc là những người trong đó là bắt đầu là bay luôn cái nhóm. Em đã bị bay một nhóm rồi. Hồi xưa tạo một cái nhóm admin để mà quản lý cái mấy cái trang Facebook á, là đoàn kết và đưa những thông tin cực kỳ chính xác luôn, những thông tin đưa trong nhóm cho coi đọc hết trước và đưa lên. Đến bây giờ phút này khi cơ quan điều tra vào cuộc rồi thì những thông tin đó trước đây Facebook đã biết hết trơn rồi. Người ta nắm hết trơn bằng chứng này. Phải nói là sau cái like này chị muốn kêu gọi tất cả những anh chị em mà trước đây trong nhóm lật mặt, trong nhóm tố cáo Tỉnh Thất Đồng Nai á, với Thiền Anh Bờ Vũ Trụ á, thì có thời gian tập hợp lại làm một cái trang Facebook để đưa những bài viết của anh chị trước đây viết rất là hay, viết vừa có tính nhân văn rồi vừa có cách mà gọi là lên tiếng, gọi là chính nghĩa, không lên tiếng bảo vệ những cái sự thật, bảo vệ Phật pháp. Rất là hay luôn. Nếu mà để ý kênh của em là cái những cái phong cách em làm trên kênh á,
với lại những cái bài nói của em là hoàn toàn là em viết văn ra giống như trên Facebook vậy. Chứ em rất thích cái cách mà hành văn của các anh chị em trong những cây viết đó, mình thấy phát huy ra những cái chơi tính phản biện xã hội như vậy. Còn em thấy là nhiều người làm YouTube á, họ chưa đề cao về tính phản biện mà chỉ tập trung vào là đưa tin hot, đưa tin giật gân thôi, thì cái đó không phải định hướng của tụi em. Nên không phải là vấn đề là mình lợi dụng các anh chị em làm Facebook hay là như thế nào, nhưng mà phải cần thêm cái tiếng nói về cái sự phản biện về câu chữ, nó phải chỉnh chu. Mấy anh em YouTube cũng phải học hỏi đó nhiều lắm chị. Có Nguyễn Bảo Ngọc á, Facebook Nguyễn Bảo Ngọc viết bài hay lắm, viết bài và đưa ra những dẫn chứng rất là cụ thể và rõ nét về cái gia đình ông Lê Tùng Vân. Nguyễn Bảo Ngọc và Trinh Trần là người chịu xông xáo đi tìm những cái bằng chứng. Dạ. Yeah. Chị đó thì em có coi. Anh vô cái tham khảo. Sau này thì khi mà cái Facebook cuối cùng bị đánh sập nó là cũng tan rã. Là cuộc sống là mọi người đi hướng với lập cái YouTube. Hồi xưa là Facebook YouTube là không có không chịu là kết hợp với nhau. Đến khi mà chị duyệt bài mà đưa mấy cái bài mà cái kênh YouTube mà đưa lên trên trang Facebook á, là ta cứ cự thằng nhóm ta không muốn là đưa cái YouTube lên trên trang. Chị có nói chị vẫn đưa lên. Để cho mọi người hiểu vấn đề, đó là cái tiếng nói chung mà. Dạ. Và cái thời điểm chị đấu tranh nhiều về cái phần đó. Và cái thời điểm mà ngoài mặt là giữa Facebook á với là YouTube á đã chiến đấu với lại mà bên phía cái nhóm mà của bảo vệ cho hội gia đình của mình vân mặt khác, thì giữa Facebook và YouTube lại có một cuộc chiến âm thầm với nhau nữa. Thật sự là cái thời điểm đó nó rất là căng thẳng và cho nên là không được tìm được tiếng nói chung. Thì giờ những cái thời điểm đó thì em biết được đến như là anh Lê Đạt nè có những bài thơ rất là hay, rồi Trinh Trần, rồi Thành Trung nữa, rất là nhiều có những bài viết và đưa ra những cái gì. Nói chung là vào cái thời điểm đó là đa số hầu như tất cả các kênh YouTube đều lấy thông tin từ bên phía mặt trận của Facebook. Bởi vì tại sao mà bên phía anh em bên phía Facebook thì họ lại cự thì cũng đúng. Thông tin đúng rồi, các YouTube lấy thông tin. Nói sao ta? Thật ra là có một số cái sự ngộ nhận á, là thật ra là làm YouTube thì cũng có nhiều người họ lợi dụng thiệt. Nhưng mà đã làm công chuyện mà để có cái chi phí để trang trải cho cuộc sống thì ai mà không ham. Ví dụ như mà vừa làm việc tốt cho xã hội mà vừa có cái chi phí thì nó sẽ mình sẽ có sức lan tỏa hơn. Chứ còn ví dụ như mà mấy anh chị em mà làm Facebook á, nếu như muốn có thu nhập thì có thể là kết hợp với mấy anh chị em ở bên YouTube, nó cũng bình thường thôi, nó cũng không phải là vấn đề gì mà mình vì lợi nhuận hết. Mà cái đó là nó sẽ có sức lan tỏa hơn. Nhưng mà ở đây có cái chuyện này nó hài hước rồi chị. Này không biết nói sao. Tức là em là cái người đi sau. Lúc trước á, em có vào trong Facebook á, em có viết một cái bài gọi là xin lỗi hết tất cả, từng người luôn, tức là người nào chửi em cũng xin lỗi người đó hết. Ngay cả anh Châu Tinh Tinh cũng chửi. Và tới 2-3 tháng sau ảnh mới chịu tha thứ. Có một số người giống vậy á. Em cũng không biết là vì đâu mà họ lại rất là căm ghét những người mà ngộ nhận đến như vậy. Thì em nói thiệt là đóng vai trò là một người ngộ nhận, đóng vai trò là một người hiểu sai câu chuyện từ đầu. Thì em phải là chính em cũng phải cảm ơn mấy anh chị em Facebook. Chứ nếu mà nói là từ YouTube mà em biết ra là không phải. Em từ những chứng cứ, từ những cái bài viết trên Facebook thì mấy anh em YouTube mới hiểu ra được. Thì tại sao không duy trì mà tại sao lại đi cấm người ta hoặc là chửi người ta để xưa, làm sau này mới biết là quay đầu nhận. Chứ hồi xưa là đó. Em với lại Nguyễn Trường Giang coi như là chiến đấu tới cùng với bên Facebook, mà chiến tới cùng luôn. Thì nó có một nó có một cái sự thiếu sót nên mới có những cái việc đó xảy ra. Thì lúc đó tụi chị chiến mà hỏi em chiến đấu mà Facebook cứ sập riết mỏi sao hận thù chứ đúng không? Buổi sáng dậy không thấy một cái trang của mình nữa, chạy đi tìm em biết tìm từng người để mà ráp lại đâu phải đơn giản đâu. Thì bởi vậy em cứ ai không hài lòng là em xin lỗi người đó hết. Nhưng mà sau đó có chị thấy có Thuận xin lỗi. Yeah. Rồi sau thấy Thuận với Thám Tử Cao là quay đầu hết rồi. Bên em xong chứ trước đây bài viết là đăng lên đóng cái một cái kịch vô. Nghiêm cấm Nguyễn Trường Giang. Lấy bài đó là, cái đó là em chả bao giờ lấy bài viết của anh chị em á. Ông Trung á. Tôi tất nhiều luôn, tất cả những bài viết đó tụi chị đã thông báo cho là cứ bài viết nào đăng lên là nói, kính kịch vô Nguyễn Cấm Nguyễn Trường Giang. Nói sao ta, em rất là đề cao cái tác quyền nha, đề cao cái bản quyền. Ở đây là không phải là mình ích kỷ hay cái gì,
nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn người ta một tiếng, hoặc là xin phép người ta hình ảnh sử dụng hình ảnh hay cái gì đó không xin phép rồi cũng không, từ những bị nói đó, cũng đúng những rồi cái đó ra thì sau này bắt đầu mới có xin phép. Cũng giống như trước đây khi mà em trở lại để mà em cũng nói thằng trước đây là bảo vệ nhưng mà nó là tiếng nói chưa có lớn, sau này khi mà em quay lại để mà bảo vệ đó thì cái người mà em lấy bài viết đầu tiên đó là gà xanh lùng. Dạ. Em đã nhắn tin cho em xin phép lấy bài viết này để mà chia sẻ cái về cái bài viết mà tập 1 về là cái nguồn tiền từ thiện mà của anh Hoàng Anh năm sau nó lên chia sẻ, nói vấn đề cái nguồn thiện mà thành lập mà cái trại cô nhi đó. Đó cũng cái vụ mà đóng kịch mộc hay gì đó, mình nhìn qua nếu mà nhìn với một cái gọi là hình thức á thì mình sẽ đánh giá nó là ích kỷ, nhưng mà nó là đấu tranh á chị, nó cũng là đấu tranh á, tức là YouTube tụi em nè mà muốn đưa hình ảnh chị hay là bất kỳ một người nào đó lên là phải xin phép ghi âm, phải xin phép đưa thông tin, đăng đưa thông tin gì của ai, lấy thông tin của ai ở đâu, cá nhân của người ta phải xin phép đó. Cái đó là cái học hỏi cho nên tin có nói là bên YouTube muốn làm gì tự đi tìm hiểu, sao qua đây lấy những thông tin cho người ta đi tìm hiểu bên đăng bài lên á thì phải xin phép đó. Xin phép không cho cũng phải tự đi tìm chứ làm sao có chuyện mà cái gì là miễn phí được. Mày đó chị là đã giấu mặt là bị bên Phan Mê lấy hình ảnh đưa lên rồi, rồi điện thoại chị đã bới Facebook tùm lum trên thì chị đã giấu mặt rồi, sau này có mấy chị cũng làm bên YouTube á, chị gì ta, chị cũng quên tên mà cũng không tiện nhắc cái này. Vậy lấy hình của chị là bài viết của chị chứ đăng lên bài của chị không? Cái gia đình chị mới từ đó mới nhìn thấy chị trên cộng đồng mạng, mới hỏi gì làm gì trên này, tìm hiểu trong khi gia đình chị bảo vệ gia đình mới cùng vâng. Chị khổ sở sau này mới hiểu đó, sau này khi mà cơ quan chính quyền vào cuộc mới hiểu. Mà nói chung là em đăng cái gì lên trên kênh của em hay gì đó ai đấy thoải mái. Chị chỉ biết sao không? Tại vì mấy anh chị trên Facebook mà lấy đăng lại mấy anh chị không có tiền gì đâu, chỉ lại lan tỏa cái đúng thôi, đâu có gì đâu mà phải lấy lại hay là cái gì đó, là nó muốn sự này lan tỏa ra, tiếng nói nó mạnh mẽ hơn. Bên mặt của YouTube á thì lại muốn bên Facebook chia sẻ nhưng mà bên Facebook bên YouTube là có tiền nó khác ở chỗ đó. Còn còn Facebook người ta làm đã không có tiền, người ta còn bị báo cáo, người ta còn bị hăm dọa, cái đó mới là cái vấn đề chứ cũng ở đây không phải là mình đó nói là hơn một thua cái, một cái sự thiệt thòi của bên phía mặt trận cho nên là phải nhìn nhận rõ và công tâm và khách quan để mình biết cách để làm sao mà mọi người hòa nhập được với nhau, tại vì cái mặt trận này nó sẽ còn nữa. Chứ nếu mà để là sau này không có Facebook á, xem như là họ những bài Facebook xuyên tạc của những đối tượng như là Tuấn nè, luật sư Lân nè, Minh Tú nè, Thanh Trần nè, rất nhiều đối tượng hoa sen trong bùn, rồi fan Tiền An, năm chú tiểu chính thức tùm lum, bây giờ nó hoạt động giống như một rừng vậy, mà giờ không có ai bên mình hết, coi như là rất yếu. Thì bây giờ tụi em từ YouTube qua mà không lẽ giờ có 2-3 móng làm sao mà chán đáng cho nổi. Bên Facebook là còn nợ nhau một lời hứa là khi mà gia đình Minh Tùng Vân mà bị cơ quan chính quyền vào cuộc rồi đó, bị bắt rồi đó, là tụi chị sẽ tổ chức một cái tiệc gọi là gặp họp mặt với nhau và gặp mặt với nhau luôn tại nhà của Nguyễn Sim đó. Đúng rồi chị, nếu mà nói tới YouTube là phải nói tới Nguyễn Sim. Nãy giờ mình quên nhắc nhân vật Nguyễn Sim đúng không? Nguyễn Sim là Facebook là lá cờ đầu á, chị gọi lá cờ đầu là đầu tiên. Những thông tin của Nguyễn Sim là cực kỳ chính xác luôn. Tụi chị cũng từ những thông tin đó ra bắt đầu tìm hiểu tiếp. Nguyễn Sim thì là vừa là YouTube vừa là Facebook luôn, giống như một nhà báo cũng cái cách hành văn của trong cái dòng trạng thái của Nguyễn Sim đó là nếu như mà nhìn sơ qua thì có vẻ giống như là mang tính chất cà khịa với lại nó hơi chẩu chẩu chút xíu, nhưng mà nếu như tìm hiểu sâu về luật an ninh mạng và pháp luật về hình sự á mới biết là cái anh này anh hiểu tất cả mọi đó chứ không phải đơn giản đâu. Nói chung trong nhóm lực mà tụi chị khi viết bài lấy những cái bài Nguyễn Sim đưa ra là tụi chị lấy đó như là một cái thông tin, tụi chị tìm những ẩn ý trong đó và tìm hiểu tiếp. Thì sau đó hàng loạt khi mà Nguyễn Sim đăng một cái status lên là hàng loạt bài viết trên Facebook trong nhóm mà tố cáo tụi mình lại lên bài là ta hiểu được ẩn ý rồi. Nhưng mà phải nói á là cũng anh em bên phía YouTube á thì cũng học hỏi bên phía của anh em bên phía Facebook cũng rất là nhiều. Thay vì ngồi một chỗ để mà chờ thông tin từ Facebook thì em nói những cái lớp mà YouTube sau này như là em Hồ Văn Thuận đi thì cũng có chịu khó là đi thực tại, đi đến tìm hiểu một số những cái nơi mà những cái nhân chứng á để tìm hiểu những thông tin. Thì một số thông tin mà liên quan đến về các hộ gia đình giả sư, giả chùa, giả nơi nuôi trẻ mồ côi của ông Lê Tùng Vân đó, mình khi mình đi mình thấy những cái cực khổ của anh em Facebook như thế nào.
à, biết cái cực khổ người ta, thậm chí đi đến nơi mà còn nhiều khi mà bị chửi bới. Nói chung là mấy anh em Facebook á, mình nghĩ là các YouTube là người nào cũng kiểu giống như hồi xưa á, là cũng hơi chủ quan chút xíu. Vào cái tab cộng đồng em biết liền là coi trình độ viết lách của tụi em cái lớp sau này nó như thế nào. Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải cảm ơn. Chứ nếu như mà cái việc mà mình nói là các người, những người đi trước á, bây giờ họ không còn tác dụng hay cái gì là sai. Tại vì cái việc mà họ đấu tranh là nó đã là đó là lịch sử rồi. Bây giờ họ ngưng, họ không làm nữa thì cái công của họ vẫn có. Đó, cái đó là cái phải nói là khách quan là vậy. Không có nền tảng phía trước, không có người xây cái móng thì làm sao thành ngôi nhà được. Và mình phải nói thêm là giờ anh em còn đang rất là mong những cái tay viết mà trước đó như là Trinh Trần, Lê Đạt hay là những cái lớp anh em mà đi trước trên Facebook tụi em đó, có thể là quay trở lại thành lập một cái group nào đó để mà viết cái những bài để mà phản biện lại, tiếp giúp sức cùng bên phía anh em YouTube, góp chung một tiếng nói. Đây mình mục đích là mục đích chung, không có là vụ lợi hay là mục đích riêng gì ở đây cả. Tôi hy vọng này hội tụ là những tay viết hồi xưa. Đúng rồi. Không phải là viết lại văn hoa mỹ miều gì đâu, viết những cái bằng chứng rất cụ thể và những cái lời khuyên là chân thành đến với những người u mê. Tại vì nói về những người u mê mà gọi là mạnh thường quân bên nước ngoài, đa số là những người lớn tuổi. Yeah. Những người lớn tuổi là ở nhà ta coi em bé, hoặc là đi làm những việc nhẹ nhàng để lãnh lương, hoặc lãnh lương hưu. Người ta đâu phải như tuổi trẻ mà làm lãnh lương cao đâu, cái đồng tiền người ta rất là khó khăn. Mà ta lấy đồng tiền ta gửi về, ta giúp đỡ cho một cái hộ gia đình giả sư á, thì thấy tội cho người ta. Cho nên lúc những bài viết trên Facebook là đa số khuyên những mạnh thường quân như vậy. Đúng rồi, thì em cũng thấy là như vậy. Nhưng mà cái hiểu lầm của bên phía Facebook mà là dành cho YouTube á, là do nó cứ nghĩ rằng là anh em YouTube bên đây là nhận tiền của được một sự tài trợ nào đó. Thực ra là không phải là ai cũng như ai, cho nên mình không lấy cái hành động của mình để mình bảo kê cho người khác được. Nói thẳng ra là nếu như mình cảm thấy rằng là người nào xứng đáng để mình hợp tác thì mình cứ mạnh dạn mà cho mình cái cơ hội để thử thách, chứ đừng có dùng cái sự mà nghi ngờ ngờ vực hết rồi chỉ vì một số thành phần không tốt ở trên cái thế giới YouTube rồi đánh giá hết cả tất cả mọi người đều vậy. Với lại đặc biệt là trong câu chuyện mà Thiền Am bên bầu vũ trụ á, xuất phát điểm là tại sao có hai phe, tại sao những người như em, đúng không, bây giờ em nói vậy mà tại sao lúc trước em ngộ nhận? Tại vì cái nguồn thông tin mà bên phía bên lừa đảo á, nó quá vip đi, nó lấn át cái nguồn thông tin chính thống và nguồn thông tin tốt, cho nên là khiến cho một dư luận những người tốt thực sự họ hiểu sai. Chứ không phải là ở đây là mình đừng có đánh giá là ngày xưa người ta xấu là người ta theo ông Vân là thực sự bản chất người ta xấu rồi sau này người ta mới tốt, không phải vậy, không có xấu với tốt ở đây. Cho nên bây giờ làm đó. YouTube mà dẫn dắt dư luận là một giống như là một tội lỗi. Nếu bên vật cái sai, chị kể cái trường hợp là gia đình bên chồng chị không ngờ ba má chồng chị tới giờ cũng bên vật bên Lê Tùng Vân. Đó là vậy luôn hả chị? Ở Việt Nam là ức hiếp tôn giáo, rồi ức hiếp người già, trẻ em này nọ, rồi thắt cổ bé họng. Tại vì sao? Những người già ở nhà không làm gì, coi YouTube. Mà những người diễn sinh mà dẫn dắt em thêm, cái số lượng lượt like, lượt view quá cao đi thì lúc nào cũng hiển hiện lên cái màn hình này, những người già ở nhà ta coi. Ở trên chị cũng dành cả buổi chứ không tích. Chị đưa những dẫn chứng, những cái kênh mà uy tín cho ba má chồng chị nghe rồi cho ta hiểu ra. Tại vì chị nói đây là nếu mình minh vật cái sai là mình cũng là tội lỗi rồi. Đúng rồi. Cho nên những kênh mà đang dẫn dắt dư luận, những kênh mà đang cố tình coi như lèo lái đi con đường gọi là sao? Đưa những thông tin sai lệch để đó. Cho người ta hiểu sai về luật pháp, hiểu sai về cái vụ án, hiểu sai về luật pháp, mà hiểu sai về đất nước con người của Việt Nam, hiểu sai về cái tính nhân đạo của con người Việt Nam mình nữa. Mà là một cái tội lỗi rất lớn luôn, tại vì những người già, những người lớn tuổi nói rất là tội nghiệp. Họ thiếu cái thông tin của về đất nước, họ muốn về Việt Nam hay về quê hương thì cũng phải có một thời gian dài. Nhưng họ nắm tình hình qua mấy kênh YouTube thôi, cho nên mong là những kênh YouTube làm cho có một chút lương tâm, biết đâu trong đó có bà con của mình. Đúng rồi. Thì trong cái sự việc mà vụ việc của Thiền Am này nè, chị Bích hoặc là Hồng Thận có thấy rằng những người mà quan tâm đến cái câu chuyện này đa số hầu như là toàn là những người lớn tuổi, như là tuổi trẻ em rất là ít. Đúng rồi, lớn tuổi mà. Nếu mà nói về tuổi trẻ đó thì đa số là toàn là nhận được cái thức rằng là ở nơi đây là có cái sai, người ta mới lên tiếng. Còn đa số là như là cô chú chị thấy điển hình như là bà Lan.
đó, điển hình như là bà Tuyển là những người gọi là lớn tuổi đó, đó ăn nó không rồi rồi đó, không chịu tiếp xúc với những thông tin của cơ quan báo chí chính thống truyền thông, mà đi tiếp xúc với những cái thông tin mà gọi là không được kiểm chứng, những thông tin độc, mà nó là những thông tin vừa độc mà vừa hại. Đây thì chị Bích là một nạn nhân của vợ chồng bà Tuyển. Thì bà Tuyển có một cái câu, hai câu rất hay. Trước đây trong cái giai đoạn mà chưa có đưa vụ án ra để xét xử, thì bà nói là nếu như mà Thiền Am mà có lặn lưng mà sinh ra các cháu bé tài năng thì tôi, gia đình tôi là cũng tình nguyện lặn lưng. Thì bà có nói câu đó, thì có người khác cũng nói câu tương tự vậy, nhưng mà người đó giờ quay đầu rồi nên em không có nhắc lại. Thì giờ riêng bà Tuyển là bà có câu đó để đời luôn. Thì gần đây thì bà lại nói ngược lại. Bà nói là nếu Thiền Am lặn lưng, tức là sau vụ án ra xét xử, thì bà nói là nếu Thiền Am lặn lưng thì tôi là người đầu tiên đã phá. Thì theo chị là bà nói bà đã phá là đã phá chính quyền hay là bà là đã phá Thiền Am? Thì theo chị câu nói đầu của bà là chị nghĩ là bà chẳng biết bà đã phá gì. Bà thậm chí bà không biết được hướng đi, đường đi như thế nào rồi. Sao lại nếu được? Đã biết là có hay không chứ sao lại nếu? Nhưng mà theo chị hỏi hai em nè. Hỏi Thuận với Phú nè. Em nghĩ bà Lan, Tuyển, rồi tất cả những người đang bảo vệ cho Thiền Am á, là họ có biết vụ việc gia đình ông Lê Tùng Vân có sai phạm không? Đương nhiên là biết chị. Biết nhưng bao che. Biết. Những người giống như bà Xuân, bà Hương, bà Cúc, bà Vân ở trong đó cũng biết như bà Lan thôi. Đúng rồi. Thì bà Lan bây giờ giống như một thành viên ở trong đó thôi, biết rất rõ loạn luân và lừa đảo là có thật. Nhưng mà bao che. Tụi em là vậy. Tụi em biết là sao những người phụ nữ trong Thiền Am lại còn không tự đứng lên bảo vệ bản thân họ, hay là họ không tự đứng lên bảo vệ những đứa con của họ, lý do không? Cái này thì em có đọc qua được một bài viết của nhà Sanh Lung. Khó à. Không, cái đó nỗi là khổ riêng đúng không? Một nỗi khổ riêng, bởi vì họ. Cái bác nói về khổ riêng là nói chung mình nhìn chung cái toàn diện cục diện vấn đề, mình nghĩ là nỗi khổ riêng. Nhưng mà nói đây là cái bí quyết của ông Lê Tùng Vân. Bí quyết thì không phải xem bằng những người phụ nữ sinh sống trong nhà của Lê Tùng Vân thì bị giống như là đang sinh sống trong một cái thời của phong kiến vậy đó, là bị xem thường đó. Sao cái này thấy quen quen, hồi sáng cũng mới nói về trên kênh cô Liên, bị xem thường, bị coi giống như phụ nữ mà những trong những thời phong rất là bị xem thường, bị rẻ mạt trong cái cuộc sống xã hội của thời phong kiến. Thì trong cái ngôi nhà mà có hộ gia đình của bà Cao Thị Út thì những người phụ nữ sinh sống cùng với ông Lê Tùng Vân đều bị rất là xem thường. Đúng rồi, ví dụ như tiền bạc thì không được giữ, muốn đi spa, muốn đi thẩm mỹ viện, hoặc là muốn đi chồng răng, muốn đi làm tóc hay là bất kỳ gì là cũng phải có người chi tiền ra mới đi. Chị không được nghĩ, phép. Chị lại nghĩ theo mỗi khía cạnh khác, nhưng nghĩ khía cạnh của một người phụ nữ thôi nha. Thì những người phụ nữ trong đó là sao? Ăn xài tiền bạc không cần làm lụng hết là ông Lê Tùng Vân chu cấp đó, họ thành thói quen rồi, đúng không? Em muốn điện thoại nào lên mạng, em muốn xe gì lên mạng cũng có người cho, là thói quen. Rồi chưa kể khi ông Lê Tùng Vân ổng ma mị bằng cái gọi là cái cuốn sách của ổng đúng không? Cuốn sách á, cuốn sách là về cái gì nữa? Gọi là linh thiêng cái gì, đứng bề trên bề cao, gọi là nói chung là những vấn đề nói chung là mấy người đó biết hết á, tất cả những người đó biết là mê tín hết. Ổng đưa ổng là một đứng tối cao vậy đó, không? Và những người mà được phục vụ cho ổng là một niềm hân hạnh. Thì chị Bích đưa ra một quan điểm này thì em cũng tiết lộ ra thêm một cái thông tin là hàng tháng ông Lê Tùng Vân chu cấp cho những người mà sinh sống trong đó một tháng là 6 triệu. Sao đâu ra vậy? Một tháng là 6 triệu. Không biết là trong ăn xài như thế nào, mặc kệ nha, còn đến khi mà cất bước ra đi đó là không có cái bất kỳ một cái gì ở trong tay cả, chứ như tay trắng ra đi, tại vì đến là tay trắng, ra đi cũng phải là tay trắng. Thậm chí mà lúc mà Thuận cũng biết thông tin này nè, thì giống như yếu tố mà con quyền chân nó đi chồng cây răng đó, ông mới nói rồi đưa một số tiền, cầm bao nhiêu cho dù dư 1.000 hay là 200 đồng cũng phải cầm về thối là đưa cho ông Minh Trùng Vân vậy đó hả? Dạ. Bởi vì ông ép người ta vô, muốn đi cũng có gì để đi, phải không? Thì em đã nói là một nỗi khổ mà. Nhưng mà cái chữ khổ nó bao gồm nhiều chữ. Cái khía cạnh của chị Bích vừa cái quan điểm cho Bích là đúng. Chị đưa cái quan điểm rằng là do bị gọi là đang bị chế tài vì về cái kinh tế với là cái chi phí. Nói chung là khổ cũng có, mà khổ ở trong một két cũng có.
Nhưng mà quan trọng là đường nào làm gì trong đó, ví dụ như 3-4 người thì có một người đứng lên, như Minh Tùng trong đó đông người, mình Minh Tùng đứng lên. Sao chị biết không đứng lên? Đúng không? Trong đó sao phải... chị biết, sao chị biết trong đó không đứng lên? Đúng không? Sao chị biết là trong đó nó thật sự nó thương ổng không? Chị nhận một ngày đó một đứa đứng lên cho cái câu chuyện này nó sau này thì là chúng... thấy thua là một cái gia đình mẹ không dám nhận con không dám nhận cha nhận mẹ, thấy một cái gia đình gì mà chị thấy nhà tòa nó thể hiện bản chất chưa? Ừ, cái bản chất rõ ràng. Nhưng mà cái mà chị nói là có đứng lên hay không á, bây giờ chị nhìn lại là ông Vân là một người cha, là một người trụ cột, là coi như là giáo chủ đúng không? Nhẽ ra ông phải nhận hết trách nhiệm, sao ông ra tòa ông đổ thừa mấy người kia? Chị thấy ông lạ không? Vậy thì mình thật sự mấy người kia có thương ổng không, mấy người kia có phục ổng không đó, đó là một câu hỏi. Cảm ơn chị Bích đã chia sẻ về cái nhóm Facebook rất là hay. Buổi phóng sự đến đây là hết, thì hẹn gặp lại cô chú anh chị ở trong cái video tiếp theo. Thân chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe.